Người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Căn cứ tại điểm M khoản 2 điều 6 nghị định 120 2019 NDCP, điểm B khoản 36 điều 2 nghị định 123 2021 NDCP có quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường. B không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính. Xe điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. D điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông. D dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ, đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật. E không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau G xe không được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên mơ ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe trừ trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước như vậy theo quy định trên thì người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng người ngồi phía sau Người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy có bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không. Căn cứ tại điểm C khoản 10 điều 6 nghị định 100 2019 NDCP, điểm C khoản 35 điều 2 nghị định 123 2021 NDCP có quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A thực hiện hành vi quy định tại điểm G khoản 2 điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định. B thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm E, điểm Y khoản 3, điểm E, điểm G, điểm H khoản 4. Khoản 5 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Xe thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 6, điểm A, điểm B khoản 7, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 8 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Tài phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 8 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Điểm A, điểm G, điểm H, điểm K, điểm L, điểm M, điểm N, điểm quy khoản 1, điểm B, điểm D, điểm E, điểm G, điểm L, điểm M khoản 2. Điểm B, điểm C, điểm K, điểm M khoản 3. Điểm D, điểm E, điểm G, điểm H khoản 4 điều này. Như vậy theo quy định trên thì người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy hay không? Căn cứ tại khoản 1 điều 74 Nghị định 100 2019 NDCP có quy định về phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau. Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình. Theo đó, tại khoản 1 điều 75 nghị định 100 2019 NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 điều 2 nghị định 123 2021 NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau. Thẩm quyền xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền a phạt cảnh cáo B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. C. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B và điểm C khoản 1 điều 4 nghị định này. Theo quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt tiền lên đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Hành vi người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy phạt cao nhất là 400.000 đồng. Như vậy, thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe máy